Ngon, nhiều ăn không bị mặn. Ta-da, xong rồi. Không biết rồi, cắt được sợ đây. Đợi cắt rồi hả? Đứa đói không? Nó kêu là gì? Nó kêu... Con này mua đi, xào cho. Đuôi ra gia vị cho. Đuôi bóng cho. Không mua mấy cái đuôi đi, tùng 3-6 cái đuôi đi. Đừng bắt mua ra đây. Mua ăn lobster đó, nó là king lobster đó mà, chứ không là bự vậy nè. Ăn cái đuôi đầu hơi bự thiệt. Ăn không nổi đâu. Mất dấu rồi. Còn nó mất tích rồi. Ồ, còn mà, bố chợ cũng bán nè. Cái đó chỉ có ngoài chợ, mà Việt Nam bán thôi, còn Mỹ thì nó bán cái nhỏ. Trong chợ Việt Nam có bán con bữa tới mấy chục đồng thôi, trong chợ một cái đám á, có hai con một con. Nhưng mà con lobster là của Canada, hay mình của Úc á. Bông bông đúng không? Bông bông nó có hết rồi. À đó. Ben. Ừ, tôi cũng biết ăn cơm chứ bộ, bố mới ngưỡng ăn cơm, tôi biết ăn cơm hết Bina. Ăn tôm, ăn sườn là quốc hết luôn hả Bina. Đúng không con? Nói chú Hà nghe đi, chú Hà nó còn không biết nói chuyện gì vậy. Chú Hà nói cho Bina mới nói chuyện đi Bina. Hả? Cơ mặt anh nhìn, nó biết camera chớp chớp nhìn mặt anh. Mình điên rồi, mình sống rồi. Ngon. Ngon. Hà đi. Dạ đúng rồi, trời ơi giỏi đi. Đi mà. Được, giống như thằng 6B, không biết 6B không? Biết 6B. Ờ đó là mình nhắm mắt này, mình nhắm mắt rồi đưa cái đeo kiến lên hồn. Đeo kiến vô hả? Kia để mình cắt coi. Ờ để mình cắt xếp coi. Ờ để cái muối hồn, lấy muối coi. Cái muối nè, nghiêng nghiêng đúng không? Ờ rồi rồi rồi. Rồi hồi đó thích làm nail.
làm neo xong đeo kiến cứ làm vậy vúa 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 tự nhiên rồi chảy cắt da đi 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 ta làm ơi cho con đi mượn cái mắt kiến nó làm so bếp đi ra con dạ nó tính làm neo vậy đâu so bếp à cắt người ta cắt móng người ta chảy máu thôi không làm nữa đứng ăn đi cậu ngồi 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 mệt lắm muốn ăn cho nó nhiều. Ủa ông nội đâu uống bia phải không? Chạy đây của con nội. Nãy giờ có một chai nguyên can. Mấy em kéo thôi. Nội. Nói vậy. Tưởng quên tưởng ông nội uống bia mày hỏi phải che mình đâu. Tại nãy ngồi bệt. Mất tiêu. Nãy giờ tưởng ông nội gì để bên đó. Nó cho con tôi đi còn chơi nữa. Chả con nó cho con tôi đi còn ấy chơi. Ăn còn chơi nữa. Chưa ăn mà còn chưa chơi nữa. Lớn rồi. Lấy đồ chơi nít chi. Nói qua thi năng chay á. Tại vì ông không phải ăn mới chơi nữa. Mày mới ướp. Ăn đi. Ăn đi, ăn cơm. Ăn đi. Đó, đi ăn. Bây giờ rồi nè. Tạm đi nó gớt rồi Thi ơi. Ê, bỏ lấy cái đồ đập cho anh coi. Khó khăn, khó khăn. Ê, đi bỏ lấy cái đồ đập cho. Khó khăn. Khó khăn với con Thúy. Thúy biết nào. Cái này em hãy review cho anh coi cái này là cái gì em với Thi. Rồng nho. Em phải lặn xuống đại dương em bắt. À đại dương. Đâu phải đâu, cái hôm nọ hồ cá nó đen, nó xanh lè, giờ nó hết xanh lè. Nói cho rồi, biết nha, khách quý lắm nha, cái thì mới đem cái rong nho ra cho anh đó, giỡn đâu. Rong nho em cũng không biết, này mới clean cái fish tank. Má ăn vô có rong kinh luôn đấy trời. Rong kinh đi, rong kinh, ăn xong rồi rong kinh. Bảo đảm luôn á. Cá nổi tiếng ở Việt Nam đó. Bảo đảm ăn xong là đi vô rong kinh luôn. Rong kinh, ai mà có giờ thì rong kinh là nên ăn, mà độc thân thì mới nên ăn. Rong kinh là khá nổi tiếng Việt Nam mấy bạn bạn. Đúng không? Ai mà có vợ con thì lên đây ăn đi. Mình đi còn một viên đào nữa thôi để dành. Giọt máu cuối cùng của Rambo. Last lick of Rambo. Anh thử cho. Anh thử đi. Ok, hello. Wow, hello. Vâng, nãy giờ sao kìa? Đó, từ từ thôi, từ từ thôi. Ờ, sao? Tao lạ. Thấy giỡn. Thằng yêu vui á. Bụng. Cá đi bộ. Trong chân cá á, kìa bụng vậy á. Ngon. Cá đi bộ á. Ngon lắm. Những quả hồng á. Xin giới thiệu nhà mình có hai cái tô đấy thôi nha mấy bạn, đừng dành dịch đâu. Cái này thích là lạ. Ừ. Ngon á. Cái này là chị tính tim nè, ngủ được nè, ỉa được. Nhưng mà tôi này hỏi ăn cái này có đu được không? Cái này là giàu, giàu luôn á, giàu luôn á. Giàu, có cái đu được không? Quan trọng nhất của ông. Ăn đủ không? Đủ á, ăn đủ á. Ngon mà, ăn nó tốt lắm á, tim mạch nè. Tốt lắm á, dụng trường á. Được ấy được. Quan trọng là dụng trường á. Dụng trường là gì ba? Biết nữa, mình không hiểu nữa. Ỉa được á. Hả? Trường lẻ được. Vậy sao bỏ YouTube được? Tao đi được. Ờ, phải, à. Phải kìa. Bình thường mà. Giòn trứng cá vậy, trứng cá. Ừ. Có tầm thành không? Thì trong biển mà. Nè, em kiếm ở đâu vậy thì? Mua. Cá. Cá đó. Cá. 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 Bên đây heo cá sạch kìa. Một tháng là em làm luôn. Xong giờ mày bỏ vô nướng á, thành giống như là nori vậy đó. Được mà, ăn được á, là lạ. Không mà. Cắm với nướng này đúng không? Ủa hồng này nó giờ không ăn thì sao? Chưa ăn. Chưa ăn. Chưa còn. Trời ơi, nhà Thi nó đớp hoài luôn á mà chưa ăn hả? Chưa. Tội quá. Tại vì nhà ngồi. Chưa ta. Nó chưa biết món này luôn mà. Chấm chào hả? Chấm chấm chào hả? Chấm chào kìa. Hỏi câu không biết chấm chào hả? Hỏi câu chứ không chấp trả lời luôn. Này ngon cái này giống như chào. Em cho biết bí quyết luôn đi, chấm gì á? Nước sốt nè. Nước sốt gì? Nè, nước sốt nè rang. Nè rang. Cái này là đang hot ở Việt Nam á. Đúng rồi, thấy bán được rồi, quảng cáo trên Facebook bán dĩ nhiên luôn, nó hay mua ăn. Thì vợ em ăn đồ dĩ nhiên không à. Hoàng tộc, quý tộc, rồi hoàng sa, đường sa gì nó ăn. Hoàng sa, đường sa, chứ đúng rồi trời. Chứ mấy thường thường nó không ăn. Giờ thì tao ăn cái gì nữa hả? Củ giờ, khổ qua gì đó. Thường thường giờ tao không ăn củ khoai nữa ba ơi. Khổ qua đó. Củ khoai lang hoài. Đâu có khoai lang ăn hoài. Khoai lang, khoai tây ăn hoài. Ăn này tốt lắm, nên ăn này nhiều. Ăn nhiều không được gì hết, chưa gì được cái tốn tiền à. Da mặt đẹp nữa. Lâu mình mua nguyên bịch cho một hộp rồi không? Trên, ở trên Amazon hả? Amazon cứ bán.
Thiệt luôn hả? Trời ơi. Nó ghi trứng cá luôn á. Không, nếu mấy bạn mà cảm thấy tiếc tiền giống như tôi này á, mấy bạn đừng nên mua, mấy bạn ra biển, mấy bạn lụm được mấy cục bự hơn. Bảo đảm mấy bạn luôn. Santa Ana, gì Long biết hay là gì là có hết á. Rồi nó rớt được không? Ai đi nhiễu vú kìa, đi nhiễu vú kìa. Chạy sữa, chạy sữa. Chạy sữa, chạy sữa, chạy sữa, chạy sữa, chạy sữa. Baby. Honey, ăn đi. I do for you. Cậu Amazon bán I do for you. I do for you kìa. Đi. Thank you, thank you daddy.